Vâng, lại là em Huấn Phạm đây. Nay em sẽ quay lại giới thiệu cho anh chị cái dòng sản phẩm ke nêm, ke xoáy và ke chữ thập. Đấy, dùng trong chuyên ngành ốp lát thì hôm nay bên em đang đóng hàng gửi cho khách đây. Đấy, khách lấy buôn. Đấy, số lượng này là bác ấy lấy buôn về để bán tại cửa hàng nhà mình. Đấy, thì là nay tiện đóng hàng cho khách thì giới thiệu đến các anh các chị cái dòng sản phẩm này. Đây, đây là cái con nêm đây. Đấy. Đây là con nêm này, còn đây là cái ke móc này, đây ke móc của nó đây. Hàng móc này thì nó có hàng là 1 ly, 1 ly rưỡi, 2 ly. Đấy, hàng ke chữ thập này cũng vậy, và ke xoáy thì đây, dòng này là dòng 1 ly anh chị em các bạn nhé. Thì anh chị em các bạn có nhu cầu về sản phẩm nào thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của Phạm Huấn để được tư vấn này. Đấy, đây là bên em đang phân phối cả cái súng bóp ke này, đây, đấy con này anh chị em dùng như này, chúng ta đặt vào đây, đây. Đấy, cái kìm bóp này, dùng rất là chất luôn anh em nhé, hàng dày dẫn, hàng trung ương, hàng cực kỳ là chắc chắn luôn. Đây anh em đặt vào đây là chúng ta ép vào là bóp vào là nó đẩy vào thôi. Đấy, nó rất là dễ sử dụng này, nếu chúng ta không cần phải ấn bằng tay nó mỏi tay. Đấy, nó có hệ lò xo đẩy, tự đẩy ra. Đấy, thì anh em dùng con này rất là ok luôn nhá. Đấy, các nấc thì chúng ta có thể điều chỉnh theo mong muốn của chúng ta. Đấy, mở lẫy nào cũng được, to hẳn nào cũng được, bé cũng được, đây tùy theo chúng ta sử dụng nhé. Đấy, thì anh em các bạn có nhu cầu về sản phẩm kìm này cũng như là các cái dòng mà về ke xoáy, ke nêm này, rồi con đội này, thì có thể liên hệ đến Phạm Huấn. Xin chào và lại anh chị video sau. Đây, và cái sản phẩm khuân lối đi sân vườn đây. Đấy, lối đi sân vườn giả đá đây, rồi rất là nhiều luôn nhá. Đấy,